Chào bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà biến cái đèn led sáng thông thường thành một cái đèn led bị nhấp nháy. Thì đây là một số cái ứng dụng mà cái đèn led nó nhấp nháy, như cái đèn nhấp nháy của cảnh sát, đèn police, hoặc là đèn xi nhan, hoặc là đèn led sân khấu đóng phim. Trong những cái trường hợp mà mình cần những cái hiệu ứng của ánh sáng chớp tắt hoặc là nó nhấp nháy để đạt được cái hiệu quả nghe nhìn. Linh kiện mình dùng ở đây là một cái tụ gốm 105C 400V. Cái tụ này quy đổi ra giá trị là 1 microfarad. Loại tụ này, hoặc là các bạn có thể dùng một cái tụ quạt 2 microfarad 400V. Đây một số cái tụ quạt của mình ha. Nguyên lý hoạt động ở đây á, mình dùng tụ điện nha. Mình làm giảm cái điện áp ngõ ra của nguồn led driver, từ đó sẽ làm cho đèn led chớp nháy. Tuy nhiên ở đây á, cái nguồn led driver của mình á là loại nguồn dòng, nên cường độ dòng điện của mình sẽ không thay đổi. Cường độ điện á cung cấp cho cái vỉ led này nè, dòng nó ra không đổi, nhưng mà cái điện áp của nó giảm sụt giảm. Khi mình gắn có tải thì điện áp nó sẽ nháy, tại vì nó quá yếu ha, nó thấp. Sơ đồ ở đây nè, mình dùng một cái tụ điện để mắc thêm vô. Thay vì mình nấu trực tiếp từ 220V vô cái nguồn led driver làm cho vỉ led, cái thanh led này nó sáng, thì đây mình mắc một cái tụ điện phía trước này để đạt cái hiệu quả làm cho cái đèn led của mình nó nhấp nháy. Cái điện áp ngõ ra nè nó sẽ sụt giảm. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành mình đo thử cho các bạn thấy. Đây, trên tay mình là một cái bo nguồn led driver thông thường ha. Rồi, mình cấp điện vô, mình sẽ đo cái điện áp không tải và cái cường độ dòng điện ngõ ra không tải của cái bo nguồn led driver này như thế nào. Thì đây cũng là một cái cách để mà giảm điện áp. Tuy nhiên á, các bạn muốn giảm điện áp thì nó đi kèm với cái công suất của cái vỉ led này nó giảm ha. Nó không đủ điện áp để mà nó thắp sáng vỉ led này. Đồng hồ mình chỉnh vào cái thang đo 1000V DC. Mình sẽ đo cái điện áp ngõ ra không tải và cái cường độ ngõ ra không tải ha. Đó, mình tiến hành mình cấp nguồn. Ở đây mình ghi giá trị của nó đo được là khoảng là 277V DC không tải ha. Đây là cái điện áp mà trước khi mình gắn tụ. Rồi tiếp theo đây mình sẽ đo cái cường độ dòng điện luôn. Tại vì cái đây là cái nguồn dòng nên cái dòng điện ngõ ra sẽ không thay đổi. Mình chỉ thay đổi cái giá trị mà điện áp phía trước á, nó cấp cho cái nguồn led driver này, thì điện áp giảm xuống thì cái điện áp ngõ ra của cái nguồn led driver nó cũng giảm theo. Đó, bây giờ mình rút điện ra. Mình sẽ chuyển vào cái thang đo cường độ dòng điện. Thang đo 10A. Rồi mình tiến hành mình cấp nguồn lại. Như ở đây, cái giá trị cường độ dòng điện không tải của mình đó là khoảng 0,12A, có nghĩa là 120mA. Đây là cái giá trị mình đo được.
Tiếp theo đây mình sẽ gắn một cái tụ một mirror Phara, có nghĩa là tụ 105G. Mình sẽ lắp theo cái sơ đồ này. Đây, cái tụ của mình một mirror Phara lắp trước cái nguồn led driver ha, trước khi nối vào cái nguồn 220V. Từ vị trí này mình tháo một sợi dây ra, rồi mình gắn mình hàn vô tụ thôi. Một cái chân của tụ này á, mình cấp cho nguồn 220V. Như vậy là xong ha. Rồi mình tiến hành mình cấp điện vô, mình sẽ đo được cái giá trị cường độ dòng điện sau khi mình đã lắp tụ. Như ở đây nè, cái giá trị cường độ dòng điện không tải của mình á vẫn là 0.12A, có nghĩa là 120mA. Giá trị này không thay đổi. Rồi tiếp theo đây mình sẽ đo cái điện áp sau khi gắn tụ ha, coi nó giảm bao nhiêu nha. Đối với cái tụ 1 microfarad, mình chuyển về thang đo 1000. Mình đo giá trị điện áp của cái nguồn led driver này sau khi gắn tụ. Cái giá trị của mình nó được giảm được 7V. Nó sẽ còn là 270V. Rồi tiếp theo đây mình sẽ hàn vô. Mình coi cái hiệu quả nó chớp nháy thêm như thế nào. Ở đây mình có một cái vỉ led ha. Rồi mình tách ra, mình hàn cái hai cái dây nguồn sau khi mình đã thêm một tụ 1 microfarad vô. Đây, mình hàn cái đúng cực của nó ha, âm ra âm, dương ra dương. Đây mình lấy cái ổ cắm ra mình test. Đó, cái này là nó nhấp nháy ha, nó chớp khá ổn. Thì từ cái đèn led bình thường mình đã chế ra một cái đèn led nhấp nháy, thì đèn led này để cảnh báo hoặc là để tạo cái hiệu quả hiệu ứng nghe nhìn, nó giống như một đèn mà polish nè, hoặc là những cái đèn bên sân khấu á, vũ trường hay gì á. Thì với một tụ microfarad thì mình sẽ làm được như vậy. Còn mình muốn thay đổi thì mình thay đổi giá trị của tụ. Đây, mình có thể kiểm tra lại. Mình xả cái tụ ra, mình sẽ kiểm tra lại cho các bạn thấy. Cái đèn này là hoàn toàn bình thường ha. Đó, mình tháo cái tụ ra rồi. Đây, mình cấp nguồn vô. Đó, nó sáng hoàn toàn bình thường, nó không có vấn đề gì cả. Thì mình chỉ cần thêm một cái tụ thôi là mình có thể biến cái đèn led bình thường thành cái đèn led nhấp nháy.
Nếu mà trong nhà các bạn không có cái tụ 1.5G này thì mình có thể dùng hai con tụ quạt mắc nối tiếp với nhau. Đây mình có hai tụ quạt 2 microfarad 400V. Mình nối trực tiếp vô đây. Mình cấp nguồn vô. Tương tự như vậy. Thì cái hiệu quả, hiệu ứng của nó là cũng tương tự so với cái tụ 105G mà mình vừa làm. Cái này mình nối nhanh nha. Ở nhà nếu mà các bạn muốn thử nghiệm vậy, mình phải cẩn thận cách điện đàng hoàng cho nó, đừng để nó chạm chập rồi. Đó, vị trí này mình nối hai cái tụ mắc nối tiếp nhau để tạo ra cái giá trị mà điện dung của nó là khoảng 1 microfarad. Đây mình cấp điện cho nó. Đó, nó chết y hệt vậy, giống như tụ gốm hôm nãy á mình đã làm ha. Thì đây là đối với đèn led bulb. Còn đối với đèn tiếp led T8 thì cũng tương tự như vậy. Đây mình thí nghiệm cho các bạn thấy. Mình xả ra. Thì cái đèn led bulb với đèn tiếp led T8 là hai đèn phổ thông nhất. Thì mình cũng có thể áp dụng luôn cho cái đèn led âm trần. Đây là cái đèn tiếp led T8 ha. Mình cũng đấu dây tương tự. Chân dương chân âm hàn cho đúng cực. Thì các bạn mà thích nghiên cứu về đèn led đó thì mới có thể biến tấu hoặc nghiên cứu chuyên sâu hơn và cái ứng dụng này, thì chỉ cần mình thay đổi mắc nối tiếp thêm các tụ nữa để giảm số điện dung C là nó thay đổi được. Đây là đối với đèn tiếp led T8 ha. Đó, mình sẽ tiến hành cấp nguồn vô. À, nó nháy nhẹ. Thì để mà tăng thêm cái độ nhấp nháy như vậy á, thì mình có thể mắc nối tiếp thêm các tụ nữa ha. Sao cho cái giá trị tụ C của mình á, nó dưới 1 microfarad là ok. Đó, nó chớp nháy nè. Nó sẽ tạo hiệu ứng hình ảnh và âm thanh. Khi mà mình kết hợp với âm thanh á, nó sẽ tạo hiệu ứng như thế này ha. Đó, như ở đây mình xem một cái con tụ của mình á như một cái điện trở dùng để cản dòng và hạ áp ha. Ở đây mình có ZC nó bằng bằng 1 sin C omega. Cái này là dung kháng. Omega của mình là bằng 2 bs nhân C ha. Thì muốn thay đổi ZC á thì mình sẽ thay đổi cái tụ C tăng lên hoặc giảm, tại vì cái giá trị F á, của mình là tần số là 50Hz rồi. Tần số điện lưới 220V 50Hz. Ở đây mình chỉ còn giá trị thay đổi giá trị C thôi, để nó thay đổi ZC ha. Thì việc thay đổi C á, khi mình tăng lên nó thì ZC sẽ giảm, và khi mình giảm C xuống thì ZC nó tăng. Tại vì hai cái chỉ số này nó tỷ lệ nghịch với nhau. Một cái tăng, một cái giảm. Rồi mình nói về cái cách ghép tụ. Nếu mà ở vị trí này á, hai tụ của mình mắc nối tiếp nhau á, thì cái tụ tương đương của mình á, nó sẽ bằng tích của hai tụ đó chia cho tổng. Ở đây là mình có giá trị là 2 microfarad. Điện dung tương đương của nó sẽ bằng 2 × 2 là 4, và chia cho 4 có lẽ bằng 1 microfarad. Thì chỉ số của nó tương đương với một cái tụ gốm 105G. Cái tụ này cũng tính ra là 1 microfarad. Còn nếu mình mắc không song song hai tụ á, thì cái điện dung của mình á là tổng của hai tụ,
Nhưng nếu mình mắc song song hai cái tụ 2 mi á, thì cái tụ điện dung tương đương cái tụ C là 4 microfarad. Thì tóm lại như vậy á, mình phải cần ở đây là giảm chỉ số điện dung tụ C nhằm làm tăng cái ZC của mình lên. Từ đó áp ra sẽ giảm và đạt hiệu quả nhấp nháy theo ý muốn. Như vậy, để cho cái đèn LED này nó nháy thêm á, mình giả sử mình có một cái con tụ này là tụ 1 microfarad, thì mình mắc nối tiếp thêm một con tụ microfarad nữa, thì cái mức độ nháy của mình á nó sẽ rộng hơn ha, cái thời gian nháy á nó nhiều hơn. Rồi về làm video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách để mà biến cái đèn LED thông thường thành cái đèn LED nhấp nháy ha. Thì nó được ứng dụng trong cái đèn như đèn Sinha nè, đèn Blitz cảnh sát nè, trong sân khấu ha, đóng phim ha. Chỉ bằng một cái tụ gốm 105G hoặc là hai cái tụ quạt 2 microfarad mắc nối tiếp nhau, thì ở đây mình đã test rồi, cái giá trị tụ từ 1 microfarad trở xuống là ok. Thì các bạn giảm cái chỉ số này xuống 1 microfarad. Nhưng các bạn mắc hai con tụ 105G nối tiếp nhau á, thì cái điện dung tương đương của nó sẽ bằng là 0.5 ha. Thì đây mình cứ áp dụng công thức này thôi. Điện dung tương đương sẽ bằng tích chia tổng. Mà ở đây giá trị C1, C2 nó bằng 1 microfarad thì nó bằng 1/2, bằng là bằng 0.5 microfarad ha. Thì đó, nó giảm được cái chỉ số C tương đương xuống. C giảm thì ZC tăng lên ha. Thì cái sục áp khi mà có tải ở đây nó thấp hơn, nó làm cho cái đèn LED của mình nó nháy nhiều hơn. Rồi là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc các bạn để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.